Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surfing Tiger trong phần chơi Power. Rồi và chúng ta chuẩn bị để tấn công. Rồi không có chuyện gì là ô ghê vậy, ghê vậy. Mạnh mẽ luôn, căng nha. Có mấy tên làm ghê lắm. Giỡn mặt mà. Chuẩn bụp bụp luôn. Thấy có mấy tên ghê lắm vô, nhưng mà bắn cây này rất là đã ha. Có gì là one shot liền luôn. À, bây giờ chúng ta kiểm tra coi cái trứng gì đây. Flame Bell. Flame Bell là bạn gì nữa? Để coi thử nha. Rồi còn bây giờ bỏ trứng đất vô nữa đi. Rồi và có khu này khoáng sản. Nhìn bên kia cũng có khoáng sản. Trên kia cũng ổn. Nói chung vòng vòng xung quanh đây thì ổn. Desolate Church. Ồ, cũng không cần phải xây cái bay cũng được. Chúng ta sẽ xây một cái bay tạm ở đây để đào khoáng sản thôi. Cho heo vô mà hả, đào khoáng sản ha. Power Bay. Giờ dơi đào nhanh hơn mà nó có đi đào hay không mới quan trọng. Oh wow. Hay dạ. Rồi nó có đi đào nè. Bây giờ đi kiếm một con nào đó train port. Và bây giờ kiểm tra cái này. Ra cái gì? Rồi thêm một con cá. Ra thêm một con cá. Vui quá đi. Cá kè. Ở bên đây bây giờ sẽ cần phải có thêm những món này được bỏ vô trong này cho mình nhẹ người một chút. Rồi và ta sẽ có mấy cái chỗ ngủ. Bốn cái chỗ ngủ để tạm trước ha. Chúng ta vẫn còn đang mở rộng ở bên chỗ đào khoáng sản. Và được Daydream. Daydream nữa rồi. Một bạn Daydream nữa. Rồi bây giờ ấp trứng, ấp trứng. Còn một cái trứng này nữa cho vô luôn. Ở bên đây thì dơi đã đào được một cục khoáng sản. Và mở lên. Chủ yếu là mình lụm về hết trơn rồi. Chứ không có con dơi nè. Không có con nào nó chuyển vô chổng hết. Rồi bây giờ chúng ta đang cho làm thêm chỗ ngủ nè. Rồi ngất ngay luôn, không biết làm gì kìa. Giờ vô đây, vô đây, vô đây tăng thêm gì đây? Chắc tăng thêm Life, HP. Thêm Life cái đi. Rồi Technology. Rồi xuống dưới tiếp. Lag feedback. Hết điểm rồi nè. Và Hypersphere. Hypersphere cao hơn chút. Và Simply Light. Simply Light thì nó xịn hơn luôn. Cold Resistance. Silent Lamp. Không cần. Bây giờ dời cái thùng ra một cái. Đặng mấy em này còn làm việc và quăng vô trong thùng bớt giùm tôi. Ở đây chỉ có mấy món thôi. Đồ ăn, chỗ ngủ. Với lại đào khoáng sản. Mà làm còn không ra hồn nữa là thôi luôn đó. Cái này là phục vụ đời sống tinh thần của mấy đứa nè. Rồi lên đây mà tắm. Túi nước nóng. Hồ bơi. Đây chỉ có chừng 6 con thôi. Tự cung tự cấp. Nghĩ sao chạy được là được ha. Cái vấn đề quan trọng là nó phải dọn hết cái mớ tài nguyên này xuống cho mình luôn càng tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi nha. Khi mà mình disassemble cái này đi thì nó sẽ ra tình hình như thế nào. Rồi đồng ý. Đập bum. Bay tùm lum la hết. Có những cái thì nó sẽ mất. Và các bạn power được đưa về box. Hiểu luôn. Rồi bây giờ ra đây. Làm lại một cái khu. Lúc đầu tính để trong này nè. Nhưng mà ra ngoài kia cho nó rộng. Nhưng mà nó không rộng mà nó còn tùm lum hết.
cho nên đến đây luôn. Chỗ này có phải là cái chỗ liên quan đến cái gì không ta? Không biết luôn, giờ quốc đại luôn, kệ đi. Rồi đó, đủ chỗ ngủ. Ai ai tấn công? Tấn công bên nào? Không có thông báo là bên nào bị tấn công ha. À, tấn công cái chỗ này á hả? Vậy là ở đâu thì bên đó bị tấn công? Hiểu luôn. Xỉu hết luôn. Canh canh để bắt cái con trùm của cái đám này nhưng mà không có được. Rớt chìa khóa. Thôi, hai con này. Cho hai con một cái thôi, nó đào sùm lên hết trơn luôn. Rồi ở trên đây ai đói bụng? Đây mấy em ăn uống mà còn sung sướng hơn tôi luôn á, cho biết. Rồi bây giờ trên này thì mình sẽ cho thêm vô cái con bài bài. Nó đâu rồi? Nó ở dưới, nó bị dướng quá. Bây giờ cho nó lên trên này thử coi sao. Đây. Rồi. Coi nó có bị dướng không? Nó có bị gọi là giảm sút IQ chút nào không? Để còn xử lý nữa. Rồi chúng ta sẽ cần phải cho production là Remedy Furnace trên này luôn ha. Để nó xử lý luôn. Đào hoán sản xong xử lý tại chỗ luôn. Mình không có đem đi đâu xa nữa. Có thêm con chó lửa. Chó lửa không làm gì thì sẽ đi chặt cây. Còn nếu mà có chuyện là sẽ đổi. Ok luôn. Vậy chắc đổi con nai vô trong đó đi. Ở bên đây màu sắc ghê gớm luôn. Màu tím không à. Thêm con dê nữa. Rồi nó vô nó chặt cái gì không biết luôn nha. Không biết cái cây nào nữa. Rồi bây giờ về đây mở cái trứng lên coi. Trúng gì đây? Bùm. Nox. Dơi ngủ ngày. Thumbed ngủ ngày. Dơi mà hoạt động về đêm thôi. Giờ này chiếm cục mới tới. Thiệt tình luôn. Chiếm cục tới làm gì? Thôi chiếm cục đi ra đi. Nhận chỗ nè. Bây giờ về kiểm tra. Sau khi chuẩn bị rất là lâu, chúng ta sẽ coi ở Simply Line. Rồi, một vàng luôn. Biết rồi, mấy cái này nó bắt đầu nó càng lúc nó càng bự. Để một cái là nó dài, thiệt dài ra luôn nè, thấy không? Assembly line. Bum. Xong cái assembly line. Rồi xài. Bước vô mở lên recipe. Công thức của những trái banh. Và có được hypersphere. Cần có xi măng. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại ở một nơi rất là gần. Là ở trên này. Hình như trên này hơi lạnh nha. Rồi kiểm tra coi trên đây. Lúc mới đầu vô là đi từ đây ra, nhưng mà không có đi ngược vô coi lại. Coi có trò chơi gì trên đây. Đầu tiên là sẽ thấy có cái này. Mấy cái này là có thể mở lên phần memo này đọc nè. Ngày xxx tôi trôi dạt lên trên hòn đảo này, không biết đây là đâu. Để hiểu thêm về cốt truyện tại sao lại có khu vực này. Và tại sao lại có các bạn pal. Và thấy có cái chết bên kia rồi. Xém nữa, chút xíu nữa thôi. Còn bên đây thì nó lại có một cái dungeon. Và tất nhiên là sẽ vô hốt dungeon luôn. Ra đây đánh dấu một cái. Dungeon gì chưa biết. Có cái dungeon thấy rồi. Hillside Cavern. Không cho chúng ta biết boss gì ha. Giờ phải vô đó mới biết. Ôi bắt được luôn. Yeah. Bắt được luôn. Syndicate Third. Or Motivational Leader luôn. Rồi hay quá. Tên đó có chỉ số đẹp luôn nha. Đây là boss của dungeon này. Ô nhím điện hả. Căng vậy ta. Ô dèo luôn. Ấy. Gì ấy, nó yếu quá vậy. Bắn một phát đi luôn rồi.
Ê, tình luôn, một phát headshot. 600 mấy nhỏ lên đường luôn rồi. Tính bắt về con nhím điện bự quá. Rồi xong luôn, hãy chờ nó respawn nha. Bây giờ xi măng đã có, lấy ô về luôn, làm mấy trăm xi măng luôn, hết lết nổi luôn. Làm được hai trái. Thiếu ingot. Rồi bắt đầu trước đi coi ai sẽ là người chế tạo. Ai ai? Require electric CD. Rồi electric CD đây. Cần làm 20 ingot, chúng ta đi lấy thêm 20 ingot. Đây cái này mới đúng nè. Nãy chế tạo lộn. Cái đó là quăng qua hiến mấy em đó luôn á. Đây bà. Ai đâu? Em nào có trách nhiệm làm điện đâu? Sao đi chặt cây hoài vậy? Bỏ con ơi bỏ. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Kỳ lân điện. Ra đây con. Ra đây đi làm việc đi nè. Vô. Cấp điện. Cấp điện. Sim ly lai. Và đã có được Hypersphere. Xịn hơn chút. Powerful power. Làm lại cái condensation và lấy mấy tên này thử nghiệm. Đâu để coi coi tên nào có cái điểm tốt. Tên này đầu tiên đi ha. 2 3 4. Oh, begin condensation. Tăng điểm. Chu, phải có chắc hay không? Complete ghê thiệt. Tao phải hỏi coi mua có gì đặc biệt không. Không có gì đặc biệt. Phải bán đi. Bán. Tên này chỉ có 127. Đây 127. Ô vậy là cũng không có lên được nhiều hết. Bán có 127 đồng mà rẻ rề. Không bao nhiêu. Con này 300 luôn ta. À level 19 lận hỏi sao không 300. Vậy phải chịu khó luyện cấp cao lên đó, thì nó sẽ có giá hơn. Univon level 31 bao nhiêu giọt? 2001. Ê, bậy 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 bậy. Lấy lộn chiêu. Univon ha, Univon chuẩn bị bắt thử coi làm sao. Bắt được không? Ô, hay quá. Được luôn. Boss first kill, ngon lành. Còn kỳ lân điện. Kỳ lân điện. Con heo lên đường rồi, con heo phải đem về. Phải đem con heo về để chữa trị. Rồi bây giờ chúng ta mở lên coi cấp độ thân gì đây. Giờ chỉ có light stamina với lại quay thôi, chắc nâng stamina được rồi. Thêm stamina, thêm thể lực. Xuống coi tiếp. Grappling hook không chơi. Gì đây? Floppy necklace. Rồi đây, unlock được cái này, cưỡi được con voi. Megiga shield. Production line nữa nè. Summon Improve Lumbering Efficiency. Lumbering mấy em này chơi cũng rất là dữ rồi. Giờ coi con boss nha ha. Nãy bắt được con kỳ lân điện. Bự dữ. Kỳ lân điện. Và ra làm gì? Chặt cây. Thôi em ơi. Chúng ta sẽ đổi con kỳ lân điện vô con kỳ lân bình thường. Kỳ lân điện có gì? Kỳ lân điện. Stronghold Strategist. Ghê. À, vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm một căn cứ nữa để đi đào những phần khoáng sản nấu thành ingot và cũng bắt được bé kỳ lân điện về đây sản xuất điện. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.